mình phải bàn kế hoạch để lên đủ ủi nấc anh béo chưa? Ôi sao tự dưng tầm này anh béo thì anh ăn gì mà anh lớn nhanh vậy anh ơi? Nhìn đâu con nhỉ? Nhìn đâu ra đấy, nhìn mạnh mẽ, hình như anh Năm cũng có chút thay đổi. Oh my god. Anh Năm cũng béo lên rồi. Anh Năm cũng béo lên rồi sao? Hai anh. Anh ăn một loại thứ thần kỳ. Anh ăn cái gì? Không đủ, ăn cái gì? Màu cam cam. Eo ơi anh, các anh béo như vậy sao? Nhưng mà quan trọng vấn đề của chúng mình bây giờ chúng mình đã để cha ra tẩu thoát. Đúng, mình phải lên một kế hoạch thật là hoàn mỹ, hoàn hảo. Hình như cái rốt vào cái chuồng đấy nó vẫn ra được. Thế mình phải tìm cách khác. Không biết bơi đúng không? Không biết bơi đúng. Không biết bơi. Đúng. Thế phải làm gì? Đi xem xét tình hình xung quanh đã. Khoan. Hay là mình làm gì cha ra được nhỉ? À. Hay mình làm mình bắt cha ra phân loại ngô. Hay là mình bắt cha ra trồng cỏ. Mình cứ xem xét xem thiếu sót gì thì mình bắt cha ra làm. Nhưng mà hiện tại là không biết nó ở đâu. Phải truy tìm dấu vết của nó. Mà lần trước cha ra lấy được dây chuyền vàng của anh Năm rồi đúng không? Ừ nhầy. Ôi, vấn đề nó mang đi nó ăn tiêu xài xả láng chơi bịch rồi. Cần phải lộ mặt nữa rồi. Ừ. Mình phải đi lấy lại số tiền mình đã mất. Không được. Anh Sáu. Tiền của anh Năm thôi mà. Xem lại đi. Đúng không anh Năm? Một dây chuyền vàng hơi bị đắt đấy. Sao anh ngu vậy? Anh bỏ ra làm gì? Anh là người bảo người ta bỏ ra đấy. Thế ai nhưng mà tự bỏ ra ai ngu tự nhiên đem vàng đi cho người ta. Bây giờ cái số tiền đấy là đã mất rồi. Thì mình phải đi kiếm lại đúng không anh? Đúng anh? Đúng. Em nói gì cũng đúng đúng không anh? Không. Anh Năm ăn cứt đúng không anh? Không. Anh Năm ăn cứt bò? Không. Anh Năm ngu như bò? Không. Anh Năm là một con bò? Không. Anh Năm ngu si? Này, em nói anh Năm fake thì còn đúng. Còn anh là real như này thì là sai. Sai. Bé bé sao rụt cổ thế? Ê thẳng đôi chứ. À ừ thẳng rữ chưa? Vẫn rụt cổ. Nhìn như kiểu bị mất cổ á. Ừ. Bây giờ nhá. Mình phải đi tìm cha ra. Đúng không? Ừ. Phải đi tìm xem nó ở đâu. Đi không? Đi. Nhưng mà cay đấy. Mất bao nhiêu là tiền của? Em cũng cay rồi đấy. Cái anh số tiền cay rồi đấy. Mất anh... bao nhiêu công sức đi tìm? Bao nhiêu công sức mình nhốt nó vào mà mình lại để nó mất như vậy? Đi. Đi lối nào? Đi đường tắt lên đây. Được rồi. Phải tìm bằng được nó. Đi tìm bằng được nó để mà trả thù cái mối hận này mấy anh nhanh lên nào. Đây. Rồi. Mà nó đang bắt bé bảy trong tay. Quá không, bình tĩnh. Bé bảy kêu cứu đi. Ừ đấy, bảo kêu mới kêu thật, hóa ra chắc không cần cứu lắm. Không cần đi thôi đi bé. À cần chứ. Có cần không? Viên muốn gì, tại sao lại bắt bé bảy? Hả? Tiền đi, tiền án đi cứ ai tiền đi. Tiền đình á? Hóa ra nó thích tiền đình. Không được. Bình tĩnh, bé bảy không biết bơi đâu. Ừ. Bé bảy nhà tao không biết bơi. Mấy lần trước bố khuyên bé bảy biết bơi mà. Nhưng mà hôm nay chưa biết bơi. Ừ, ok. Mày là ai? Mày là ai? Mày có tin tao bảo anh Năm thành Spiderman đến để giải cứu bé bảy không? Không tin. Không tin nữa. Mày có một người tao có. Anh Năm. 1 2 3 4. Anh biến Spiderman đi anh ơi. Không, anh đang đau con như này không được. À, anh ơi có bộ size mét 9 anh ơi. Không. Bộ to lắm, anh vừa. Anh không thích, anh lười thế.
Không, bây giờ tao với mày đàm phán hết một tập. À quên, tao nói lộn, tao với mày đàm phán hết 5 phút nữa. À không, ừ đúng. Nhìn nhìn. Cái gì? Đưa tiền đi. Tao đàm phán đâu? Bình tĩnh. Bây giờ nếu mày thả bé bảy ra, tao chắc chắn sẽ đưa cho mày một món thưởng, món lời lớn. Không. Hay là ơi, ra trao đổi không? Tiền cho sắm. Trao đổi không? Cho gì? Bé mày thả bé bảy ra, tao giao bé sáu cho mày. Không. Hả? I don't know. Em nặng hơn bé bảy. Bé bảy khó. À, bé bảy dễ ví. Còn em khó ví thì bàn tao lấy sao được? Này, anh định nhờ vất tôi cho kẻ khác đấy anh. Anh làm gì á? Anh đẩy tôi vào nguy hiểm mà hả? Ta gọi là kế hoạch hoàn hảo. Cái điều hồ ly sơn. Đây là kế hoạch ép người qua lá. Không. Này nhá, anh chưa ép em luôn nhá. Anh mới nói một tí thôi mà em đã bảo anh ép em rồi. Đúng rồi, cãi đi. Hả? Cái con này, con nhiều quái kia. Con cướp kia. Ôi không được. Không được, bình tĩnh. Bình tĩnh. Bây giờ nhá. Cái tiền con trả ra nó cầm mất rồi cơ. Thật đấy. Anh Nam ơi, anh còn dây chuyền vàng nữa không? Ê, còn nào không? Anh hết rồi. Ôi giời ơi. Em bỏ này. Chúng mày xin lỗi cho nên không ta vứt con này xuống. Tại sao? Có khi nào con này là người quen của cha ra không nhỉ? Hay là mày chị em sinh đôi của cha ra? Là người thứ hai. Người thứ hai á? Không được. Không được. Không được. Không biết rồi. Không được. Nó bay đi. Nó bay đi. Bình tĩnh. Bây giờ mày phải cho bọn tao thời gian để kiếm tiền chứ. Đúng không? Không có nhiều. Nhưng mà mày cần bao nhiêu tiền? 5 tỷ, không ơi, tao đưa nó đi. 5 tỷ á? Khoan. Bình tĩnh, 5 tỷ. Anh ở nhà anh có 5 tỷ không? Anh Sáu nhà anh có 5 tỷ không? Nhà anh có 5 nghìn. Anh có 5 nghìn á? Nhà anh có 5 nghìn thôi. Đừng có đi. Mới nhỏ nữa ta á. Ngay lập tức đưa tiền lên, không tao vứt nó xuống. Hoặc là tao sẽ lấy sửa tội. Tao không cần tao mới được. Nghe nghe. Tao không mặc áo bờ luôn không? Bé bảy ơi, sao em đôi con như vậy mà bị bắt vậy? Em ngu lắm. Anh là người đi đầu tiên ra anh không bị bắt. Ai mượn em ngu. Nó phải lừa người bé nó mới bắt. Anh làm súng đi anh ơi. Anh bốn làm súng. Chưa? Em ơi, mày có ly có lỗ, e ly lỗ. Anh nhầm tao, quên mất tao phải cứu người. Hả? Nhanh lên, đưa tiền này. Nhanh. Thả ra. Có thả như vậy đâu không? Không. Một là đưa tiền, hai là tao quăng này xuống kia. Này, một mày thả như vậy, hai là tao đánh mày. Mày giỏi mày quăng đi. Ơi, em sợ bạn đâu hay là em hy sinh bằng nhất để anh đánh nó nhé. Ừ. Không á. Nó đang xuất lên thiên đàng đấy. Lên thiên đàng. Cái gì nhỉ? Thiên đàng nó trong trời dần lối đi cái gì. Không mày á. Mày nhá. Bây giờ là như này, mày thả nó thì thả đi. Bọn tao đi về. À không. Không được. Chưa được. Không được. Nào, cứ bé bảy anh bốn à. Anh bốn chạm vào làm nó thằng càng manh động đấy. Đừng ừ. Khoan, chưa được. Ê, chưa phải giàu hoàng đạo. Chưa giàu hoàng đạo. Mấy giờ rồi? Mới được có 8 giờ thôi. Chưa được. Không được, để tập. À để không được. Anh Nam ơi, cứu người anh Nam ơi. Cứu người. Cứu người đi anh. Chúng mày xin lỗi cho ra đi. Không. Tao này phải xin lỗi cho ra, cha đã phải xin lỗi cho tao chứ. Nó làm gì xin lỗi mày? Nó làm rất nhiều. Mày nhá, nãy tao tuyên án nó là 7 tội đấy. Một là chúng mày xin lỗi nó, hai là thả này xuống. Không. Thả đi, giỏi thả đi thôi. Đừng. Đến giờ chưa? Chưa. Chưa, nhanh lên. Thôi, nó này thôi, đừng có thả. Mày không biết bơi đâu. Đúng rồi, bé bày ra tao. Mày cứ đứng đấy mày nhìn vậy à. Mày mà vứt bé bày xuống, mày có tiền đấy. Tiền án tiền sự đấy. Tiền án tiền sự. Mày bỏ ra không? Bây giờ mày có bỏ ra không? Một là chúng mày xin lỗi con cha ra, hai tao bắt xuống. Thế? Nhanh lên! Thế thì cha ra. Đây, để tao nói cho. Cha ra ăn cứt. Cái gì? Anh em thấy con này nó cứ bảo là đi xin lỗi cha ra. Nhưng mà có khi nó biết cha ra ở đâu ấy.
Ừ, mình dụ nó hỏi tung tích cho ra. Đúng rồi.